Đầu tiên nhá, mình sẽ tạo mới một project này, new project empty activity, mình sẽ đặt tên là icon among web. Ok, rồi xong, nó đã tạo ra cho mình một cái project rồi. Thì mình sẽ vào trong phên My Main Activity nhá. Như các bạn đã nhìn thấy thì cái thằng này của mình nhá, nó chia ra hai phần chính. Phần 1 là để chọn, để là phần 1 là để hiển thị những cái mà mình hôm nay là mình sẽ vẽ lên đấy. Đấy, mà người dùng sẽ vẽ lên. Còn phần thứ hai nữa là phần để người dùng chọn. Đấy. Thì vào trong này, đầu tiên này, mình sẽ chuyển thằng này thành linear layout trước. Linear layout đấy, mình sửa cho nó thành cái orientation thành vertical. Đấy, sau khi mà sửa thành orientation vertical xong thì ở đây mình sẽ tạo ra cho nó đầu tiên một cái relative layout đi. Một cái relative layout có width mình sẽ để là max parent, hay mình sẽ để là 1 dp, và mình sẽ cho nó một cái width bằng 1. Đấy. Sau đấy xong nhá, mình sẽ copy tương tự như vậy, mình paste xuống bên dưới này. Đó. Và đây mình có gì? Thì lúc này nó đã chia cái màn hình ra làm, màn hình của mình ra làm hai phần rồi này. Đấy, và đây mình sẽ có cái file thiết kế đúng không? Thì đơn giản thôi, mình sẽ ở đây mình sẽ cho nó một cái thằng relative layout đi. Có width là 300 dp. Mình sẽ để là 300 dp, hay mình cho là 300 dp. Đấy. Và thằng này mình sẽ cho nó center in parent, mình để là true. Rồi thì để cho nó hiện lên một chút nhé, để nếu để nó hiện được lên này thì mình sẽ hôm nay mình sẽ copy một vài cái thằng một vài cái ảnh ở bên trong một vài cái ảnh đâu nhỉ, show folder để hiện lên cho các bạn xem này, các bạn xem các bạn thấy demo xem như thế nào. Úi giời ơi nhiều quá. Đây đây, ví dụ mình sẽ copy một thằng này đi. Đấy, mình copy, mình paste vào trong thư mục drawable nhá. Các bạn nhớ chú ý cho mình là paste vào trong thư mục drawable nhá. Paste này. Đấy. Enter. Rồi, sau đấy ở đây mình sẽ cho nó một cái image view width là map parent, hay cũng là map parent. Đấy. Tiếp đến nữa, mình để cho nó cái src ở đây là thằng src đây là thằng x12, chính là cái thằng mình vừa copy. Đó, sẽ được như này. Còn background của thằng này mình để cho nó màu đen đi, background thằng 000. Đấy. Tiếp đến nữa này thì mình sẽ tạo ra cho các bạn, mình sẽ tạo ra một cái thư mục là nó có để chứa các ảnh để các bạn có thể code được. Đấy. Mình có tên là file sp. Đấy. File SP thì mình sẽ copy, thứ nhất là copy một cái ảnh này này. Đấy, và thứ hai nữa là cái nền trong ấy, các bạn chú ý một chút cho mình, ở đây nó có một cái nền nền trong này, nền trong suốt này. Đấy, thì mình sẽ copy tiếp một thằng nữa. Nó có tên là trong suốt. Đấy, mình sẽ paste đây. Đấy, paste đây cho các bạn. Đấy. Ok, cho các bạn thêm một cái icon nữa cũng được. Mình sẽ copy cái trong suốt này, mình paste vào trong thư mục drawable. Đấy, enter. À, mình sửa nó tên một chút nhá. F6 trong suốt. Trong suốt này, đấy, enter. Rồi, thì mình sẽ set cái background cho cái thằng này là thằng trong suốt. Ok, đấy thì sẽ được một cái hình như thế này. Rồi, tiếp đến nữa bên dưới. Như tiếp đến bên dưới thì như các bạn thấy ở đây nó sẽ có một vài cái hình nữa, một cái thanh để mình chọn đúng không? Một cái thanh để mình chọn cái đó là cái loại item mà mình sẽ thêm vào ấy. Có thể là cưng thú cưng này, có thể quần áo này, đấy hay là mũ này, đấy hay là nhân vật. Đấy. Rồi đơn giản thôi thì ở đây mình sẽ tạo ra ở đây một cái layer layout.
width là map parent hay cũng là map parent orientation mình cho nó là vertical. Đấy. Tiếp đến nữa này, ở đây mình sẽ tạo tiếp cho nó một cái line layout. Đấy, line layout có width mình sẽ để cho nó là thằng width, width mình sẽ cho nó width thằng này map parent hay mình để cho là 60 dp thôi, 60 dp, và mình cho nó một cái padding là 5 dp. Đấy, orientation kiểu sắp xếp các item thì mình sẽ để nó là horizontal nhá. Đó. Xong. Sau khi đấy xong này thì ở đây có phải là mình đang cần một cái image view đúng không? Mình sẽ để width cho nó là 1 dp thôi. Đấy, hay mình cho là map parent. Đấy. Tiếp đến nữa cái src ấy, mình sẽ cho nó thằng x12 đi. Đóng rồi. Và thêm cho nó một thuộc tính là thuộc tính weight là bằng 1. Đó, đấy là mình đã có một cái sự lựa chọn này. Đấy, chính xác là mình đã có một cái sự lựa chọn. Và như các bạn để và tương tự như vậy nhá, các bạn copy cho mình cái thằng image view này. Các bạn paste 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 mình sẽ có 1 2 3 4 5 6 sự lựa chọn đúng không? 1 2 3 4 5 6. Đó, rồi sau đấy tiến hành, bây giờ mình tiến hành mình thay đổi một chút. Như các bạn đã thấy ấy, thì nếu như mà thằng nào chọn ấy thì nó mới có màu vàng đúng không? Thì cái thanh chọn mình, thằng nào chọn thì mới có màu vàng. Đấy, còn nếu không sẽ có màu trắng. Thì đây mình thêm cho nó một cái background. Thằng thằng này ví dụ thằng đầu tiên thằng được chọn đi. Thằng FF00FF mình sẽ sửa lại cho nó màu một chút. À, màu vàng. Đấy. Còn nếu không thì sao? Còn nếu không thì sao? Thì đơn giản thôi, cái background của mình này, cái background ở đây này, đấy, mình sẽ cho là màu trắng. Đấy, easy. Và mình sẽ copy tiếp nhá, mình cho cả thằng layout này màu trắng luôn này. Đấy. Copy cho thằng này, copy cho thằng này. Copy cho thằng này. Đấy và copy cho thằng này. Để nhìn rõ hơn thì mình sẽ cho cái layout, cái layout bên dưới của mình sẽ có một màu khác đi. Cho màu xám xám một chút. Đấy. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt. Đấy, thấy chưa? Thằng nào chọn thì sẽ có màu này. Rồi. Sau đấy xong nhé, các bạn vào file support cho mình. Hôm nay mình sẽ copy một vài cái hình liên quan đến cái item lựa chọn này. Các bạn vào file support. Đấy. Mình sẽ để file support bên dưới nên các bạn không phải lo. Đấy. Các bạn copy hết cho mình. Bạn paste vào trong thư mục drawable này. Đấy, enter. Rồi sau đấy xong nhá. Sau đấy xong đây này. Xong đây nhá thì đơn giản thôi. Đầu tiên là mình sẽ phải theo cái thanh lựa chọn thì đầu tiên mình sẽ phải lựa chọn thanh background đúng không? Background đây xem nào, cái mã mình để ở đây background là Z1. 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 Đó, thanh background. Đấy. Ui, nhìn nó hơi điêu điêu nhỉ. Nếu thế thì mỗi thằng này mình sẽ cho nó thêm một cái padding nữa là bằng 4 dp. Đấy, để cho nó thu nhỏ lại. Đấy, padding 4 dp. Thu nhỏ lại. Tiếp đến nhá, tiếp đến sự lựa chọn thứ hai là cái nhân thằng nhân vật rồi, lựa chọn thứ ba là mũ đúng không? Cái mũ của nhân vật, cái mũ nhân vật này mình xem cái mã trong ngoài mũ nhân vật mình để là V211 à V121. Chọn thằng này là V này. V121. Đấy. Tiếp đến nữa là quần. Quần cho nhân vật, quần cho nhân vật, quần què. Quần nhân vật là L2. L2. À đâu L2 trên này quên, L2. Tiếp đến nữa là thằng pet, pet cho nhân vật, pet cho nhân vật cái mã ảnh cho mét trong và mình để trong này là M1. M1. Và thằng cuối cùng là cái thằng hôm nay là cái thằng đóng dấu ấy, hôm nay như kiểu thằng đóng dấu nhỉ, kiểu ấy, mình để trong này là L3 thì thằng này sẽ là L3. Đó, ok, xong đấy, đấy là xong phần thiết kế này, xong phần thiết kế. Và đến cuối cùng tiếp theo bên dưới này nhá, cái phần bên dưới này mình sẽ để là git view đấy, nên các bạn cho mình xuống dưới này một cái git view. Width là mình để là map parent hay map parent. Padding mình cho nó là 5 dp đi. Thôi không cần padding. Đóng thẻ.
Và các bạn đến với mình nhé. Ở đây ấy, cái view của mình ấy, nó hiển thị là 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái cột đúng không? Thì đây mình sẽ cho nó num column bằng 5. Đó, thì nó sẽ xếp các item cho mình thành 5 cái cột khác nhau. Ok chưa? Đấy. Rồi sau đấy xong nhá. Sau đấy xong thì còn đến cuối cùng là cái cột nút cuối cùng, nó chính là cái nút tải, nút tải ảnh à. Đó. Thì mình cũng sẽ để cái nút tải ảnh ở trong phần, ở trong cái thư mục drawable luôn, trong cái file support luôn. Đây. Đấy. Để cho các bạn dễ dàng các bạn download về. Đó. Ok, xong đấy xong rồi, paste vào đây. Download. Sau đó mình quay lại bên trên này. Ở đây mình sẽ cho nó một cái image view. Width mình để là 40 dp thôi. Hay mình cho là 40 dp. Đấy. Mình cho nó margin là 5 dp đi. Và mình muốn nó xuống dưới cái src mình để là download nhá. Đấy. Bây giờ mình muốn, hiện tại thì nó đang nằm ở trên đỉnh đầu à. Đấy, bây giờ mình muốn xuống, nó xuống bên dưới. Thì mình sẽ dùng cái thuộc tính again parent button, mình cho là true. Và tiếp theo nữa mình muốn sang bên phải thì mình sẽ dùng cái thuộc tính là parent parent right, mình để là true. Đó thì nó sẽ được giống hệt với cái file mình thiết kế. Rồi lên, bây giờ nếu như mình chạy lên xem nó được cái gì rồi nhá. Lần đầu có khả năng hơi lâu nên các bạn thông cảm nhé. Tăng 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 tăng. Ô, mà game này giờ đợi hot phết nhỉ. Mình cũng chưa chơi thử game này bao giờ, không biết có hay ho gì không. Nó chơi những giờ dựa giống kiểu ma sói. Mỗi tội level khó hơn. Rồi, đấy, hiện tại thì nó đã lên được hình như thế này rồi.